Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp vinh hiển, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024. Tổ tiên báo mộng, làm ăn trúng lớn, trúng số bất ngờ, ngồi không cũng hái ra tiền, đổi đời xứng tầm đại gia. Quý khán giả thân mến, tháng 9 âm lịch đang đến gần và với người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, đây chính là thời điểm đặc biệt mà bạn không thể bỏ lỡ. Theo những dự đoán từ các chuyên gia phong thủy và các nhà tử vi nhận định, tháng 9 âm lịch này sẽ là khoảng thời gian mà thần Phật thương ban phước lành, tạo ra những cơ hội vàng cho người tuổi Kỷ Hợi. Cái gì mà bản mệnh đã ấp ủ, đã chờ đợi từ lâu, thì giờ đây có thể được hiện thực hóa, mang lại cho bạn không chỉ sự hài lòng mà còn là thành công, tài chính vượt trội. Người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 với tính cách hiền hòa và khéo léo, luôn biết cách thu hút sự chú ý và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Đặc biệt trong tháng 9 âm lịch này, khả năng giao tiếp và ứng xử của bạn sẽ trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, giúp bạn dễ dàng thiết lập được những mối quan hệ mới có giá trị. Những gì dự án và ý tưởng mà bạn đã dành thời gian chuẩn bị thì nay sẽ có cơ hội được thực hiện, hãy sẵn sàng để đón nhận những kết quả ngoài mong đợi. Tháng 9 âm lịch này, tiền bạc sẽ không còn là nỗi lo của bạn, từ những khoản đầu tư cũ đến các cơ hội mới. Mọi thứ đều mang lại cho bạn những lợi nhuận đáng kể, sự nỗ lực và quyết tâm trong quá khứ giờ đây sẽ được đền đáp xứng đáng, khiến bạn cảm thấy cuộc sống của mình đang chuyển mình theo chiều hướng tích cực, cảm giác phấn khởi và hạnh phúc sẽ tràn ngập trong từng ngày của tháng này. Tháng 9 âm lịch không chỉ mang lại tài lộc, mà còn là thời điểm lý tưởng để củng cố và phát triển các mối quan hệ cá nhân. Hãy dành thời gian cho những người thân yêu cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp và ý nghĩa. Tình yêu thương và sự thấu hiểu sẽ là động lực lớn giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết hơn về tử vi tháng 9 âm lịch 2024 dành cho tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Từ những cơ hội đến những thách thức, giúp bạn sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp và biến chúng thành sự thành công trong cuộc sống của mình. Người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thường mang trong mình một tâm hồn nhạy cảm và sâu sắc. Họ là những người có khả năng thấu hiểu người khác, có cái nhìn tinh tế về cuộc sống và con người. Cuộc đời của người tuổi Kỷ Hợi thường đầy màu sắc nhưng cũng không thiếu những thăng trầm và thử thách. Tính cách của họ thường được mô tả là dịu dàng, hòa nhã và thân thiện. Họ có xu hướng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Họ biết lắng nghe và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Điều này khiến họ trở thành những người bạn đáng tin cậy. Trong một tập thể, tuổi Kỷ Hợi thường là người gắn kết mọi người lại với nhau, tạo nên một không khí hòa đồng và thân thiện. Tuy nhiên, bên cạnh sự nhạy cảm và khả năng giao tiếp tốt, Kỷ Hợi cũng thường có những suy nghĩ sâu lắng. Họ dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc và tình huống xung quanh. Đôi khi sự nhạy cảm này có thể khiến họ trở nên dễ tổn thương. Họ thường mất nhiều thời gian để hồi phục sau những cú sốc trong cuộc sống, nhưng điều này cũng giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn và có khả năng hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời. Cuộc đời của người tuổi Kỷ Hợi cũng thường đi kèm với sự cẩn trọng. Họ không phải là những người dội dàng mà luôn suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Điều này giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt, nhưng đôi khi cũng khiến họ bỏ lỡ một số cơ hội. Họ cần học cách chấp nhận rủi ro hơn và tin tưởng vào bản thân để không bỏ lỡ những cơ hội quý giá trong công việc.
Người tuổi Kỷ Hợi thường là những người cần cù, chăm chỉ và có trách nhiệm. Họ đặt ra mục tiêu cho mình và làm việc với quyết tâm để đạt được chúng. Tuy nhiên, do tính cách nhạy cảm, họ cũng dễ bị áp lực và cảm thấy mệt mỏi. Điều quan trọng là họ cần biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, dành thời gian cho bản thân và những người thân yêu. Khi nói về tình cảm, người tuổi Kỷ Hợi thường là những người yêu thương chân thành và sâu sắc. Họ luôn sẵn sàng hy sinh cho những người mà họ yêu quý. Tuy nhiên, đôi khi họ cũng cần học cách đặt ra giới hạn cho bản thân để không bị tổn thương. Dù cuộc sống có nhiều thử thách nhưng người tuổi Kỷ Hợi luôn có khả năng vượt qua. Họ biết cách học hỏi từ những sai lầm và kinh nghiệm, từ đó trưởng thành hơn trong từng bước đi của mình. Họ có tấm lòng bao dung và luôn tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống. Điều này giúp họ giữ vững tinh thần và vượt qua mọi khó khăn. Người tuổi Kỷ Hợi là hình mẫu của sự kiên nhẫn và bền bỉ. Họ có thể không phải là những người nổi bật nhất, nhưng chính sự chân thành, nhạy cảm và khả năng thấu hiểu đã giúp họ tạo dựng những mối quan hệ đáng quý và góp phần vào sự hòa thuận của cộng đồng xung quanh. Họ là những người bạn, người cha, người mẹ, người ông, người bà đáng kính, luôn sống với tấm lòng yêu thương và chân thành. Cuộc đời của người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thường mang theo những khó khăn, thử thách và chông gai mà không phải ai cũng dễ dàng vượt qua. Những năm tháng qua đã chứng kiến họ trải qua biết bao sóng gió, từ những khó khăn trong công việc cho đến những biến cố trong cuộc sống cá nhân. Nhưng chính trong những lúc đó, bản lĩnh và sức mạnh của họ đã tỏa sáng. Những năm đầu đời của tuổi Kỷ Hợi thường gắn liền với những nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ là những người chăm chỉ, cần cù và luôn sẵn sàng làm việc để kiếm sống. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ. Có những lúc họ phải đối mặt với sự bất công trong công việc, nơi mà nỗ lực không được công nhận hoặc những đồng nghiệp không hợp tác. Những thử thách này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý mà còn tạo ra áp lực lớn trong cuộc sống hàng ngày. Thời gian trôi qua, khi Kỷ Hợi đã xây dựng được sự nghiệp, cuộc sống lại đưa đến những thách thức khác, có thể là những cú sốc về sức khỏe khi mà họ phải đối mặt với những căn bệnh đột ngột. Điều này khiến họ phải suy nghĩ lại về cách sống và chăm sóc bản thân. Họ đã phải học cách cân bằng giữa công việc và sức khỏe, điều mà không phải ai cũng dễ dàng làm được. Trong những lúc như vậy, họ cảm thấy cô đơn và mệt mỏi nhưng vẫn quyết tâm không từ bỏ. Gia đình cũng là một phần quan trọng trong cuộc đời của người tuổi Kỷ Hợi. Họ luôn cố gắng tạo dựng một tổ ấm hạnh phúc, nhưng đôi khi lại phải đối mặt với những xung đột trong mối quan hệ. Những hiểu lầm nhỏ có thể trở thành nguyên nhân gây ra những rạn nứt lớn, khiến họ phải nỗ lực hàn gắn và xây dựng lại từ đầu. Họ luôn đặt gia đình lên hàng đầu, nhưng cũng phải học cách bảo vệ cảm xúc của bản thân trước những áp lực từ bên ngoài. Dù cho cuộc sống có nhiều khó khăn, nhưng người tuổi Kỷ Hợi không bao giờ quên giữ vững tinh thần lạc quan. Họ biết rằng mỗi thử thách đều mang lại những bài học quý giá. Họ học cách chấp nhận và đối diện với thực tại, không bỏ cuộc mà tiếp tục bước đi, với hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Những đêm dài thức trắng, những giọt nước mắt rơi đều trở thành động lực để họ vươn lên. Họ có một tấm lòng bao dung và luôn sẵn sàng chia sẻ nỗi đau của mình với những người xung quanh. Họ là người lắng nghe, luôn có mặt khi bạn bè hay người thân cần họ. Chính điều này khiến cho họ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều người khác. Trong những lúc khó khăn, họ không chỉ tìm kiếm sự hỗ trợ, mà còn là nguồn động viên cho những người đang vật lộn với cuộc sống. Những khó khăn và thử thách mà người tuổi Kỷ Hợi đã trải qua tạo nên một bản sắc riêng biệt cho họ. Họ không chỉ là những chiến binh kiên cường mà còn là những người sống có nghĩa và tràn đầy tình yêu thương. Họ đã học được rằng, dù cuộc sống có đưa đến bao nhiêu chông gai, chỉ cần giữ vững tinh thần và lòng kiên nhẫn, họ sẽ luôn có thể vượt qua và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Hành trình của họ không chỉ là câu chuyện của riêng mình, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người khác trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi 1959. Tháng 9 âm lịch này sẽ là một giai đoạn đầy triển vọng cho người tuổi Kỷ Hợi, khi mà bầu trời dường như rộng mở, mang theo nhiều cơ hội mới và điều tốt đẹp. Đây không chỉ là thời điểm mà bạn bắt đầu cảm nhận được những thành quả từ những nỗ lực trước đó, mà còn là lúc bạn có thể chạm tay vào những ước mơ và khát vọng mà bạn đã âm thầm nung nấu trong lòng. Những tháng vừa qua có thể đã mang đến cho bạn nhiều thách thức, nhưng trong tháng 9 âm lịch này sẽ như một cơn gió mới mang đến hơi thở của sự đổi thay trong công việc. Bạn sẽ thấy rõ những dấu hiệu tích cực từ sự kiên trì và cố gắng của mình. Có thể bạn sẽ nhận được cơ hội thăng tiến hoặc tham gia vào những dự án quan trọng, mở ra cánh cửa cho những thành công lớn hơn. Về mặt tài chính trong tháng 9 âm lịch này,
Những khoản đầu tư trước đây sẽ bắt đầu mang lại lợi nhuận, tạo điều kiện cho bạn cải thiện tình hình tài chính của mình. Ngoài ra, trong tháng 9 âm lịch này, tình cảm và sức khỏe cũng sẽ có những chuyển biến tích cực. Bạn có thể cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn với những người thân yêu xung quanh. Đồng thời, sức khỏe của bạn cũng được cải thiện khi bạn chú trọng chăm sóc bản thân. Hãy chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi điều tốt đẹp và biến chúng thành những thành công trong cuộc sống của bạn. Đừng quên rằng, sự chủ động và thái độ tích cực sẽ là chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa hạnh phúc và thịnh vượng trong tháng 9 âm lịch này. Hãy sẵn sàng để bước vào một tháng đầy hứa hẹn, nơi bạn có thể thực hiện những ước mơ của mình và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi sẽ sáng bừng với nhiều dấu hiệu tích cực như ánh nắng le lói sau cơn mưa. Những nỗ lực và kiên trì của bạn trong thời gian trước đó sẽ bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Đây không chỉ là một tháng bình thường mà là một thời điểm quan trọng nơi bạn. Bạn có thể khởi động các dự án mới hoặc nhận được lời mời tham gia vào những công việc có ý nghĩa, làm cho cuộc sống của bạn thêm phần thú vị và phong phú nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng và có kế hoạch rõ ràng. Tháng này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển. Có thể bạn sẽ gặp gỡ những người có tầm nhìn tương đồng hoặc bắt tay vào những sáng kiến mới mẻ. Hãy tận dụng những cơ hội này để thể hiện bản thân, bởi vì thành công không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn từ sự kết nối với người khác. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng hãy cẩn trọng với các mối quan hệ. Trong công việc có thể sẽ xảy ra một vài hiểu lầm nhỏ với đồng nghiệp hoặc cấp trên, và điều này có thể ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cả nhóm. Hãy giữ bình tĩnh và giao tiếp một cách khéo léo. Sự chủ động trong giao tiếp sẽ giúp bạn vượt qua những trở ngại, tạo dựng lại bầu không khí hòa hợp và giúp mọi người cùng hướng đến mục tiêu chung. Giữa tháng, khi những cơ hội mới xuất hiện, hãy tự tin trình bày ý tưởng của mình. Đây là thời điểm vàng để bạn chứng tỏ khả năng lãnh đạo và tài năng của bản thân. Đừng ngần ngại bước ra khỏi vùng an toàn, bởi vì đôi khi sự thành công lớn nhất đến từ những rủi ro được tính toán kỹ lưỡng. Cuối tháng, bạn có thể sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên, thậm chí là một cơ hội thăng chức hoặc tăng lương, đánh dấu cho một bước tiến mới trong sự nghiệp của bạn. Hãy luôn duy trì thái độ tích cực và không ngừng cố gắng, bởi thành công đang chờ đón bạn ở phía trước. Mỗi ngày trôi qua đều mang theo những cơ hội mới, và tháng 9 âm lịch này sẽ là bệ phóng để bạn vươn tới những đỉnh cao mới trong sự nghiệp của mình. Hãy tự tin bước đi, bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 9 âm lịch. Về mặt tài chính, tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang lại cho tuổi Kỷ Hợi những tin vui đáng mong đợi, giống như cơn gió mát lành thổi qua sau những ngày hè oi ả. Bạn sẽ có cơ hội thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt là từ những khoản đầu tư đã thực hiện trước đó. Tháng này không chỉ là thời điểm bạn thấy kết quả từ những nỗ lực đầu tư, mà còn là lúc để bạn mở rộng tầm nhìn và khám phá những khả năng tài chính mới. Nếu bạn đã có một kế hoạch tài chính rõ ràng và biết cách đầu tư thông minh, tháng này có thể mang lại những khoản lợi nhuận lớn. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn cải thiện tình hình tài chính cá nhân, mà còn tạo động lực để bạn theo đuổi những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Hãy tự tin vào bản thân và những quyết định của mình, bởi vì tháng này vận may có vẻ đang đứng về phía bạn. Tuy nhiên, trong cuộc sống, sự cẩn trọng luôn cần thiết. Hãy chú ý đến việc quản lý tài chính cá nhân, tránh những khoản chi tiêu không cần thiết, đặc biệt là trong những ngày cuối tháng, khi có thể phát sinh những chi phí bất ngờ mà bạn không dự đoán trước. Việc này không chỉ giúp bạn duy trì sự ổn định mà còn cho phép bạn có một khoản tài chính dự phòng trong trường hợp cần thiết. Sự khôn ngoan trong các quyết định tài chính sẽ giúp bạn tránh khỏi những rủi ro tài chính không đáng có. Nhìn chung, trong tháng 9 âm lịch này mang lại cho bạn cơ hội lớn để cải thiện tình hình tài chính. Hãy nắm bắt và tận dụng tốt mọi cơ hội. Bạn có thể tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư mới hoặc xem xét lại các kế hoạch tài chính để tối ưu hóa lợi nhuận. Hãy nhớ rằng, việc quản lý tài chính không chỉ là việc kiếm tiền, mà còn là cách để bạn xây dựng một cuộc sống vững vàng hơn trong tương lai. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 9 âm lịch.
Tháng 9 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi Kỷ Hợi nhiều niềm vui bất ngờ và hạnh phúc tràn đầy. Đây không chỉ là thời điểm bạn cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc hơn với nửa kia, mà còn là thời gian lý tưởng để làm mới tình cảm và tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ cùng nhau. Khi cả hai bạn cùng nhau thực hiện các hoạt động thú vị từ những buổi dã ngoại đơn giản đến những bữa tối lãng mạn, tình cảm sẽ được hâm nóng và thêm phần gắn kết. Những cuộc trò chuyện giữa hai bạn sẽ trở nên sâu sắc hơn, cho phép bạn khám phá những khía cạnh mới trong mối quan hệ. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trước đó, biến chúng thành những bài học quý giá trong hành trình chung. Hãy nhớ rằng tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn, mà còn là sự sẻ chia, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau vượt qua những thử thách. Nếu bạn còn đang độc thân, tháng này có thể mang đến cho bạn những cơ hội gặp gỡ người mới, những người có thể trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn. Hãy mở lòng và tham gia vào các hoạt động xã hội, nơi bạn có thể kết nối với những người có cùng sở thích và đam mê. Đừng ngần ngại thể hiện bản thân, vì biết đâu một mối quan hệ tiềm năng đang chờ đợi bạn. Hãy tự tin bước ra khỏi vùng an toàn, vì những điều tốt đẹp chỉ đến với những ai dám mạo hiểm. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng có thể sẽ xuất hiện một số xung đột nhỏ trong gia đình. Đôi khi những căng thẳng không đáng có thể phát sinh từ những vấn đề nhỏ nhặt. Hãy lắng nghe và thấu hiểu ý kiến của mọi người, cố gắng giữ không khí hòa hợp trong gia đình. Tình yêu và sự thấu hiểu sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, sự hạnh phúc trong gia đình không chỉ dựa vào tình yêu, mà còn cần sự sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau. Tháng 9 âm lịch sẽ là một giai đoạn tuyệt vời để bạn củng cố tình cảm và xây dựng những kỷ niệm đáng nhớ bên những người thân yêu. Hãy sẵn sàng chào đón mọi điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại và biết rằng mỗi ngày đều là một cơ hội để bạn yêu thương và được yêu thương. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch sẽ là thời điểm mà bạn cần đặc biệt chú ý đến bản thân mình hơn bao giờ hết. Trong cuộc sống bận rộn ngày nay, đôi khi chúng ta dễ dàng bỏ qua sức khỏe của mình vì áp lực công việc và những trách nhiệm hàng ngày. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng và thậm chí có những dấu hiệu của sự kiệt sức. Chính vì vậy hãy nhớ rằng, sức khỏe chính là tài sản quý giá nhất mà bạn cần gìn giữ. Dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn không chỉ giúp bạn phục hồi năng lượng mà còn làm mới tâm trí, sẵn sàng đối diện với mọi thử thách. Duy trì một chế độ ăn uống hợp lý là rất quan trọng trong giai đoạn này. Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp cho cơ thể đủ dưỡng chất cần thiết, đặc biệt là từ rau xanh và trái cây. Những thực phẩm này không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng mà còn cải thiện tâm trạng và năng lượng của bạn. Bên cạnh đó, hãy xem xét việc bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất để hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Nếu bạn tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, đừng quên khởi động kỹ càng để tránh chấn thương. Việc luyện tập thể thao không chỉ giúp bạn duy trì vóc dáng mà còn giảm căng thẳng và cải thiện tâm lý. Hãy tìm kiếm những hoạt động mà bạn yêu thích, có thể là yoga, đi bộ hay thậm chí là những buổi tập nhóm cùng bạn bè. Điều này không chỉ giúp bạn khỏe mạnh mà còn tạo cơ hội để bạn giao lưu, kết nối với những người xung quanh. Ngoài ra, nếu cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào lạ thường, hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe kịp thời. Đừng xem nhẹ những triệu chứng nhỏ, vì đôi khi chúng có thể là dấu hiệu cảnh báo về sức khỏe. Chăm sóc sức khỏe là một phần quan trọng để bạn có thể đạt được những mục tiêu khác trong cuộc sống. Hãy luôn lắng nghe cơ thể, để ý đến những gì cơ thể đang nói với bạn và chăm sóc bản thân một cách tốt nhất. Nhìn chung, tháng 9 âm lịch sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời để bạn xây dựng thói quen tốt cho sức khỏe và sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội mà cuộc sống mang lại. Hãy nhớ rằng, sức khỏe tốt sẽ là nền tảng vững chắc cho sự thành công và hạnh phúc trong tương lai. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Ngày mùng 4 tháng 9 âm lịch. Ngày này tài lộc hanh thông, nhiều thu hoạch bất ngờ, bản mệnh cứ làm việc chăm chỉ ắt gặt hái được thành quả xứng đáng. Đây là một ngày thuận lợi cho việc đầu tư và quản lý tài chính. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Đây sẽ một ngày bận rộn với đủ các hạng mục công việc, nhưng bạn cũng sẽ có cảm giác thỏa mãn khi công sức bỏ ra đều xứng đáng. Sự chăm chỉ sẽ giúp bạn gặt hái được nhiều thành tựu lớn lao. Ngày mùng 8 tháng 9 âm lịch. Ngày này, công việc hanh thông, bản mệnh có thể được sếp đánh giá cao hoặc khen ngợi trước tập thể. Điều này sẽ giúp củng cố vị trí của bạn,
Nhưng nhớ là đừng tỏ thái độ quá kiêu căng hay hống hách, kẻo chút những rắc rối không đáng từ kẻ tiểu nhân gây ra. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh sẽ có nhiều nhận thức về cùng một vấn đề mà trước đó bản thân luôn bế tắc. Bạn đã biết cách thay đổi góc độ để tiếp cận vấn đề, từ đó cũng nhìn ra khúc mắc nằm ở đâu và tập trung giải quyết. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Ngày này tài lộc hanh thông, đầu tư dễ có thu hoạch, tiền đổ về túi cũng là lúc bạn nên bắt đầu tính tới các kế hoạch trong tương lai để tiền đẻ ra tiền và duy trì nguồn tài khí của mình. Ngày 16 tháng 9 âm lịch. Ngày này, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, kế hoạch thuận lợi nên cũng có động lực lớn lao để làm việc. Chỉ cần bạn mạnh dạn hơn, đừng quá lo lắng đến những chuyện còn chưa xảy đến, thì đây là một cơ hội không tồi để bứt phá. Ngày 18 tháng 9 âm lịch. Ngày này, bản mệnh nhận được sự che chở của thần tài, đón nhiều cơ hội kiếm tiền, gặt hái tài lộc. Ngày này bạn càng năng nổ và chủ động thì sẽ càng dễ thu được nhiều lợi nhuận. Nếu có lời mời hợp tác làm ăn cũng có thể tranh thủ tiến hành sớm. Ngày 26 tháng 9 âm lịch. Ngày này tài vận hưng dượng, thu nhập từ đầu tư khá tốt. Bạn có thể phân chia số tiền kiếm được của mình ra thành nhiều khoản với các mục đích sử dụng khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn quản lý tài chính hợp lý và hạn chế chi tiêu bừa bãi. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Ngày này không chỉ công việc thuận buồm xuôi gió mà tâm trạng cũng luôn trong trạng thái vui vẻ và sảng khoái. Điều này giúp bạn càng thêm hăng hái, tạo ra thêm những giá trị sáng tạo, nâng cao chất lượng công việc. Cấp trên đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp của bạn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Tử vi tuần đầu tiên trong tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, tức từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 9 âm lịch. Trong tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch, người tuổi Kỷ Hợi sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực tràn đầy. Đây là thời điểm mà bạn có thể bắt đầu hiện thực hóa những dự định và kế hoạch mà mình đã chuẩn bị trong thời gian qua. Những cơ hội mới sẽ đến với bạn, đặc biệt trong công việc. Bạn có thể nhận được những lời mời hợp tác thú vị hoặc tham gia vào các dự án quan trọng, giúp bạn thể hiện tài năng và khả năng lãnh đạo của mình. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tuần, hãy cẩn trọng với các mối quan hệ trong công việc. Có thể sẽ có một vài hiểu lầm nhỏ với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Điều này đòi hỏi bạn phải giữ bình tĩnh, giao tiếp một cách khéo léo và thể hiện sự chuyên nghiệp. Nếu bạn biết cách xử lý, mọi vấn đề sẽ nhanh chóng được giải quyết. Đến giữa tuần, khi năng lượng làm việc đang dâng cao, bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Hãy tự tin và mạnh dạn trình bày ý tưởng của mình, bởi vì khả năng cao bạn sẽ nhận được sự công nhận từ những người xung quanh. Tử vi tuần thứ hai trong tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, tức từ ngày mùng 8 đến ngày 14 tháng 9 âm lịch. Bước vào tuần thứ hai, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự thăng tiến trong sự nghiệp, những thành quả từ những nỗ lực trước đó bắt đầu được ghi nhận. Đây là thời điểm tốt để bạn mở rộng các mối quan hệ và tạo dựng các kết nối mới trong công việc. Những cơ hội hợp tác, giao lưu sẽ xuất hiện, mang đến cho bạn nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Trong tuần này, hãy chú ý đến sức khỏe của bản thân, căng thẳng có thể là yếu tố ảnh hưởng đến bạn trong công việc. Dành thời gian thư giãn và chăm sóc sức khỏe sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung và năng lượng. Cuối tuần, bạn có thể nhận được tin vui từ một dự án hoặc hợp đồng mà bạn đã thực hiện, mang lại cho bạn cảm giác phấn chấn và động lực để tiếp tục. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, tức từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9 âm lịch. Tuần thứ 3 sẽ là thời điểm mà bạn cảm nhận được sự ổn định và thịnh vượng trong công việc. Những dự án mà bạn đang theo đuổi có khả năng đạt được kết quả tích cực. Bạn có thể nhận được sự công nhận từ cấp trên hoặc đồng nghiệp, giúp củng cố vị trí của bạn trong công việc. Hãy tự tin trong việc trình bày ý tưởng và các sáng kiến của mình, vì khả năng cao chúng sẽ được đón nhận nồng nhiệt. Tuy nhiên, đừng quên chú ý đến các mối quan hệ cá nhân. Có thể sẽ xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ trong gia đình hoặc giữa bạn bè. Hãy lắng nghe và thấu hiểu, vì điều này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng hơn. Giữa tuần, bạn có thể tìm thấy một nguồn động lực mới từ những người thân yêu. Điều này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.
Tử Vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, tức từ ngày 22 đến hết tháng 9 âm lịch. Trong tuần cuối cùng của tháng 9 âm lịch, bạn sẽ có nhiều cơ hội để nhìn lại những gì đã đạt được. Đây là thời điểm lý tưởng để tổng kết những thành công trong tháng qua và lập kế hoạch cho tương lai. Bạn sẽ cảm nhận được sự thăng tiến trong sự nghiệp, có thể là cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Tuy nhiên, cũng đừng quên rằng sự khiêm tốn và thái độ cầu thị sẽ giúp bạn tiến xa hơn. Tài chính trong tuần này của bạn có thể có những chuyển biến tích cực, nhưng hãy cẩn trọng với các khoản chi tiêu bất ngờ có thể phát sinh vào cuối tháng. Quản lý tài chính cá nhân một cách thông minh sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định. Ngoài ra, hãy dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu, vì sự hòa hợp trong mối quan hệ sẽ là động lực để bạn tiến bước trong những tháng tiếp theo. Nhìn chung, tháng 9 âm lịch sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội và thử thách, hãy luôn sẵn sàng để đón nhận và chinh phục chúng. Vật phẩm phong thủy mang lại may mắn cho người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội và sự thịnh vượng cho người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Để tối ưu hóa những vận may này, việc sử dụng các vật phẩm phong thủy sẽ trở nên cần thiết. Vật phẩm phong thủy không chỉ giúp tăng cường năng lượng tích cực mà còn có thể xua đuổi những điều không may, mang lại sự bình an và tài lộc cho gia chủ. Đầu tiên, có thể kể đến các viên đá quý như thạch anh hồng hoặc thạch anh tóc vàng. Thạch anh hồng được biết đến với khả năng thu hút tình yêu và hạnh phúc, đặc biệt là trong mối quan hệ gia đình. Đặt một viên thạch anh hồng trong phòng khách hoặc trên bàn làm việc sẽ giúp tạo ra không gian ấm áp và gắn kết các thành viên trong gia đình. Trong khi đó, thạch anh tóc vàng lại mang lại sự thịnh vượng và thành công trong sự nghiệp. Bạn có thể đặt viên đá này trên bàn làm việc để thu hút năng lượng tích cực và tạo điều kiện cho những cơ hội mới. Một vật phẩm phong thủy khác mà Kỷ Hợi nên xem xét là tượng Phật Di Lặc. Hình ảnh Phật Di Lặc không chỉ tượng trưng cho sự vui vẻ, hạnh phúc mà còn mang lại may mắn và tài lộc. Đặt tượng Phật Di Lặc ở nơi trang trọng trong nhà như bàn thờ hoặc phòng khách sẽ giúp mang lại không khí an lành và thịnh vượng. Đồng thời, bạn cũng có thể thỉnh tượng Phật để mang theo bên mình như một bùa hộ mệnh để cảm nhận được sự bảo vệ và bình an. Ngoài ra, tượng mèo thần tài cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Mèo thần tài được coi là biểu tượng của sự may mắn và tài lộc. Bạn có thể đặt mèo thần tài ở cửa ra vào hoặc trên bàn làm việc để thu hút vận may và tài lộc. Đừng quên chọn mèo có màu sắc phù hợp với mệnh của mình để tăng cường hiệu quả phong thủy. Thêm vào đó, tranh phong thủy cũng là một lựa chọn không thể thiếu. Một bức tranh hoa mai hoặc tranh rồng sẽ mang lại sự thịnh vượng và thành công cho bạn. Những hình ảnh này không chỉ mang ý nghĩa tốt đẹp mà còn có tác dụng làm đẹp cho không gian sống của bạn. Hãy treo tranh ở những nơi dễ nhìn thấy như phòng khách hoặc phòng làm việc để luôn nhận được nguồn năng lượng tích cực. Cuối cùng, đừng quên rằng cách bài trí và sắp xếp không gian sống cũng đóng một vai trò quan trọng. Hãy đảm bảo rằng ngôi nhà của bạn gọn gàng, sạch sẽ và thông thoáng. Việc này không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái mà còn tạo điều kiện cho năng lượng tốt lưu thông, từ đó thu hút may mắn và tài lộc. Việc sử dụng các vật phẩm phong thủy sẽ giúp người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 tận dụng tối đa những cơ hội và vận may trong tháng 9 âm lịch này. Hãy lựa chọn và bố trí những vật phẩm này một cách hợp lý để cuộc sống của bạn trở nên phong phú và thịnh vượng hơn. Và như vậy, tháng 9 âm lịch này hứa hẹn sẽ là một thời gian đầy hứa hẹn cho người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 với những cơ hội mới đang mở ra. Cùng với sự hỗ trợ từ các vật phẩm phong thủy, bạn hoàn toàn có thể nắm bắt vận may và tạo dựng một cuộc sống thịnh vượng hơn. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi, mỗi quyết định bạn đưa ra đều sẽ góp phần vào thành công trong tương lai. Chỉ cần bạn luôn giữ vững tinh thần tích cực và kiên trì, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Trên đây là tử vi của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.